Thưa quý vị, chữ ký số đã và đang trở thành giấy thông hành không thể thiếu trong hành trang của mỗi công dân thời 4.0. Do đó, trong nhiều tuần qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An phối hợp với một số nhà mạng cấp miễn phí chữ ký số cho công dân khi đến giao dịch thủ tục hành chính. Chưa đầy 5 phút, anh Phát đã được hỗ trợ cấp miễn phí chữ ký số, và giấy chữ ký số vừa mới được cấp sẽ giúp cho anh Phát quen dần với việc xử lý xác thực trên điện thoại, không cần phải trực tiếp dùng chữ ký tay mà vẫn tiến hành được nhiều thủ tục giao dịch trên mạng Internet, nhưng vẫn có tính bảo mật cao. Cách sử dụng cũng khá đơn giản, mình tải app nó về xong hồ sơ mình can giao, mình chèn cái chữ ký đó vô là được. Nó tiện, nó cũng là đỡ mất thời gian của em đi tới lui hơn, ở nhà cũng vẫn làm được. Phương thức ký số từ xa hoặc ký số trên thiết bị di động cho phép người dùng có thể ký trên nhiều thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay. Đây là giải pháp được kỳ vọng sẽ tạo sự bùng nổ chữ ký số cá nhân sau khi được tích hợp vào nền tảng thanh toán hoặc các ứng dụng trong giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, thuế thu nhập cá nhân. Người dân có thể liên hệ với các đại lý của nhà mạng VNPT, Viettel trên toàn tỉnh để được tư vấn, hướng dẫn cấp ký số miễn phí, sau đó sử dụng ký số để ký số vào pháp lý hóa hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Về mặt pháp lý đã được công nhận nên việc ký số của người dân là định hướng chung của chính phủ số, chính quyền số và góp phần cho công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh Long An. Để có thể sở hữu một chữ ký số cho riêng mình, người dân cần trải qua các bước xác thực tương tự như thẻ ngân hàng và cung cấp căn cước công dân, định danh điện tử. Trong bối cảnh công nghệ số ngày nay, chữ ký số cá nhân dành cho mỗi công dân chính là mảnh ghép còn thiếu để mỗi người dân có thể thực hiện mọi hoạt động trên môi trường số.